Đây đi qua bến Cát Kè. Rồi bên đó kiếm có đậu bóng nữa. Ớt kìa ớt. Có tay ớt. Ớt chín. Thôi con trai đang hay chị nắng á. Đi lại kia đi. Đang đi bộ. Vườn có ớt ăn. Ồ nhóc sơn đâu. Qua đi mua đi qua đi. Đặng cây cãi quá trời luôn. Chín rồi đó. Bồng nó hai đi. Ôi trời trời trời. Dưa leo, được một trái dưa leo. Bự. Đây, một trái dưa leo. Có Peter cho đó, dưa leo Peter cho trồng. Dưa leo này của Úc hả? Của Úc. Ăn thử đi. Giống như của mình. Ừ. Thì đâu có thuốc gì đâu phải không? Ừ. Mèn thấy cỏ rác sau xì. Ngon. Ừ. Không phải không, mình cỏ quá trời cỏ. Ui, con sâu kìa, sâu đen kìa. Nhóc sâu rồi. Nhít nó chết, nhít nó chết. Thấy là nó phải nhít cái bún không? Có, bún nó có trái không? Có chứ. Ừ. Nhít ở đây kìa. Nhóc luôn rồi. Trời ơi, quá trời luôn kìa. Đây bưng chứ. Thôi để nó đi không? Đi bây giờ thì hai. Chừng mấy cây này là ngứa nè. Đây nè. Lần hai nè. Ấy, rồi đứt dây đậu. Chưa, 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 chưa. Lần hai rồi, sau nó ăn cái bắp hết trơn. Cái bắp của Úc nè. Màu tím. Lần hai, lần ba, lần hai, lần bắp này hả? Ừ. Rồi, đứng đi. Ý dạ. Trái đậu bún hết luôn đi chứ để quên quên không phát hiện là nó sẽ bị già. Giờ em mình đó có đậu bún có trái không ha? Ồ, đậu bún xào được dĩa rồi. Đó cái dây đậu bún á. Dây đậu bún bò lên đó. Không có thời gian chăm sóc sau xia cỏ rác. Chừng coi có sâu không nha. Cái lá là trụi trụi là có sâu á. Ừ. Không, cái đó mẹ mới trồng á, bụi đằng kia kìa. Ở đó chưa có củ. Ủa sao không xếp bằng hà lại đây luôn? Dở gà lên có hai ba trái rồi đó nha. Dở lên. Cái đó là có sâu à, kiếm kiếm con sâu bự lắm á. Nó đi qua bên kia kiếm, sâu bự lắm á. Dòm vòng vòng đó là có. Kiếm nó đi. Xử lý nó đi. Coi coi nó ở đâu. Hồ chiếc kè này nó mập mập như.
đó sau đồng thọng đó đó đồng thọng với cái cọng bìm bìm ở bìm bìm đó. Hay chưa, thấy bắt tao sáng chưa, tao kỵ nó rồi, nó dòm là tao thấy nó, không biết có nó là dòm mày thấy có nó liền. Ôi dám bắt luôn hả, cầm cái cây nè. Ôi mày không sợ nó hả? Ê vậy bưng đổ kè đi qua đây luôn đi, qua bảnh hay cắt bằng hà bảnh nữa, thấy ớt nữa đi, thấy cái đồ bún như này phải không? Nhiều hơi nhiều đi, tôi bà ra dọn cỏ đi, thấy xong đây chưa? Chưa, sâu nó sâu tí tí rồi, không đáng kể nè, nhóc hết rồi nè, thấy nhóc đi kìa. Bưng gì nổi, đầy gỗ rồi, quá trời cỏ luôn, dọn cũng không nổi. Giờ về nhà không mấy nào rau nào cỏ nữa. Mấy ngày dọn mấy ngày chưa hết. Cái sù đù kia có trái chín đó không? Sù đù chưa chín, nhóc sù đù hẩm nhỏ dục bớt rồi đó. Thì dọn từ từ, dọn tới đâu hay tới đó chứ. Chiều mát kìa, nắng giờ nắng. Ớt ở đây nè, có thấy ớt chưa? Cái ớt tái nhiều lắm. Lúc đi làm mới có thời gian đâu nhổ cỏ. Ôi ông giống đây nè, đủ ăn thôi, đủ ăn chưa? Trời ơi, cây đi bạc hạ sau lưng mày cũng có sâu nữa kìa, nó ăn tiêu cái lá kìa. Thôi cái sau lưng mày con mặt hạ con sâu đó ở đâu, xử lý nó luôn, chứ để nó ăn tiêu bụi mặt hạ đó luôn á, nó sợ quá. Vậy mà thấy nó thì cũng phải ở chừng đạp tới dưa rồi, đạp tới dưa rồi, đạp tới dưa rồi, đạp tới dưa nhỏ rồi. Rồi kiểm tra hai bụi bạc hà này, cây có sâu nè, không biết sâu bự hay sâu nhỏ nè. Đây là bụi này hả? Ừ, ngồi bụi đó, có sâu á. Còn sao làm đâu? Trời ơi, nguyên con sâu lông luôn á. Trời ơi, đây nguyên con to rồi, to ơi. Quá trời sâu luôn á, phải cỏ nhiều kìa, sao bị chán luôn kìa. Này cái chiều mà đi bắt sâu hay là cái tô hứng vô chiên như chiên gân bột như mấy bà Thái Lan. Giờ mấy bên bụi đó có sâu không? Ừ, nó ăn lá đó. Chạch chạch mấy cái dao cản cản dòm dưới đáy ra lá với cái đít lá. Là sao nhỏ nó ăn. Là sao nhỏ nó ăn, chưa có sao bự. Cắt cái ta cắt cái lá dưới trước nè đó, hai cái lá lên đều bụi này, cái cây này hư rồi, cắt luôn. Hư gì đâu, hư lá nè, ờ bị sâu á, cho nó ăn á. Dọn cỏ này còn mấy ngày chưa xong, cái cây này cũng ngán, thấy nhiều quá đi cũng ngán. Nhớ không nổi. Bà bán hàng gì đó được chưa? Rồi, đậu bún luôn trời, ăn không hết. Hà đợt này không có chăm sóc, lá nhỏ một lần trời ơi, cây nào có nó khỏi đầu luôn á. Một tàu là ba bốn người ăn không hết.